Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6, 2019. Trà My kính chào quý vị. Dân biểu Mỹ yêu cầu Việt Nam phóng thích ông Michael Nguyễn. Tòa trả lại hồ sơ vụ nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng bị tình nghi dâm ô bé gái. Ô tô VinFast Made in Việt Nam gây tranh cãi. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Ngay sau khi Việt Nam tuyên án công dân Mỹ Michael Nguyễn 12 năm tù về tội lật đổ chính quyền, các dân biểu liên bang đại diện bang California đã bày tỏ quan ngại về bản án và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Dân biểu Raul Khanna cho VOA biết hôm 24 tháng 6 rằng kêu gọi trả tự do cho ông Michael Nguyễn là một trong những ưu tiên cao và văn phòng của ông sẽ tiếp tục thúc đẩy Bộ Ngoại giao đưa vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ với Việt Nam. Dân biểu Alan Lowenthal nói, ông Michael Nguyễn bị kết án vì Việt Nam hy vọng có thể ngăn những người Mỹ gốc Việt khác tới Việt Nam và truyền bá tới người dân trong nước những tư tưởng dân chủ, tự do và nhân quyền mà chính quyền cho là cực đoan. Hôm 24 tháng 6, một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói với Reuters rằng, chúng tôi thất vọng về bản án ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các quan ngại của chúng tôi liên quan tới trường hợp của ông Michael Nguyễn. Theo video trên Facebook của truyền hình thông tấn, ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, cư dân bang California, bị kết án cùng với ba người Việt Nam khác là Trần Long Phi, Huỳnh Đức Thanh Bình và Huỳnh Đức Thịnh với tổng mức án hơn 30 năm tù. Việt Nam cáo buộc nhóm này từ đầu năm 2017 lập tổ chức Quốc Nội Quật Khởi, lên kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình. Ngày 25 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ra hầu tòa trong vụ án nghi dâm ô bé gái trong thang máy ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm ở quận 4 đã ra quyết định trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái 8 tuổi trong thang máy để điều tra bổ sung, thời gian mở lại phiên xử chưa được ấn định. Báo Nhà nước dẫn lời chủ tọa phiên tòa nói, cáo trạng không nêu rõ hành vi nào là dâm ô nên không có căn cứ buộc tội. Truyền thông trong nước cho biết đây là phiên xét xử kín nên báo chí không được vào phòng xử. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi tới tòa, ông Linh chạy vội lên cầu thang, né tránh ống kính, phóng viên và trốn vào nhà vệ sinh. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Linh thừa nhận với cơ quan điều tra là vào ngày 1 tháng 4, 2019, sau khi ông uống bia và đi vào thang máy, gặp bé gái nên ôm hôn chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục. Kể từ khi hãng ô tô 100% vốn Việt Nam VinFast bắt đầu bàn giao những chiếc Father đầu tiên cho khách hàng hôm 17 tháng 6, nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức nhiều lần tường thuật trực tiếp trên mạng rằng loại xe này là đồ đồng nát kém chất lượng. Ông Khoa nói Father tương đương với một dòng xe không bán được ở châu Âu đã bị thải loại ở Đức vào năm 2016. Ông Khoa, tổng biên tập báo điện tử Thời báo.de có giấy phép ở Đức, cho biết thêm là dòng xe đó từng có giá bán hơn 5.100 euro một chút, tương đương khoảng 133 triệu đồng và chỉ đạt chuẩn khí thải Euro 4, không thể đáp ứng tiêu chuẩn Euro 6 hiện nay ở châu Âu. Khi chuẩn bị sản xuất dòng xe 5 chỗ này, tháng 11 năm ngoái, VinFast tuyên bố là Faden được nhượng quyền từ hãng GM của Mỹ. Nhà báo Lê Trung Khoa chỉ ra, rằng dù VinFast được hưởng nhiều ưu đãi về thuế và đất đai, song giá sản phẩm xấp xỉ ngang giá xe nước ngoài cùng phân hạng chịu nhiều loại thuế cao. Báo Phụ Nữ hôm 24 tháng 6 cũng cho rằng giá của Faden ngang ngửa, thậm chí cao hơn các xe cùng loại của những thương hiệu lớn và nhiều kinh nghiệm, nhiều công nghệ hơn. Đưa ra những thông tin bất lợi cho Faden, nhà báo Lê Trung Khoa nhận được nhiều bình luận trên mạng, trong đó có cả những lời dọa giết. Đại diện truyền thông của VinFast, ông Nam Phong, từ chối bình luận về thông tin của ký giả Lê Trung Khoa. VinFast có kế hoạch sản xuất 250.000 xe trong giai đoạn đầu hoạt động và tăng lên 500.000 xe vào năm 2025. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam.
Đền thờ Dinh Cậu là nơi mà cư dân ở Dương Đông Phú Quốc trước khi ra khơi đánh bắt cá đều dừng lại để thắp nhang. Kế bên là ngọn hải đăng, cây đèn biển về đêm của tàu bè. Điều này cho thấy cùng song hành với yếu tố tâm linh còn là vật thể hữu hình hải đăng Dương Đông. Nói về ngôi đền mang tên Dinh Cậu, ông Hoàng Sinh, cư dân địa phương cho biết. Vì thần biển ngày xưa thôi, ta tôn thờ ở đây, dân ta đi biển, ta ra đây, ta ra mỗi lần đi ra đấy, ta phải thắp hương. Ta mới đi mỗi lần đi với thành đập thường vì hai cậu là rất là linh thiêng ngày xưa có trước 1937 tới giờ là. Ở vị trí mũi đá nhô ra biển, ngọn hải đăng đêm đêm dẫn lối chỉ đường cho những con thuyền, ông Sinh nói tiếp. Đăng có lâu rồi, có một là hồi xưa là không phải đăng cái nhỏ thôi, giờ ta mới trùng tu xây đứng là tâm linh nó là cao chứ nữa. Hồi ngày xưa có một hải đăng nhỏ mà kia. Cây đèn biển đêm đêm dẫn lối chỉ đường cho những con thuyền trẻ sóng ra khơi dễ dàng đi lại và cập cảng Dương Đông. Điều này càng làm tăng thêm tầm quan trọng và ý nghĩa cao cả của Dinh Cậu. Nó hiện hữu qua bao phong ba bão táp của biển cả như một dấu ấn khắc sâu để những con thuyền ra khơi luôn hướng về. Còn với du khách thì nơi đây mang đến cảm giác bình an. Đổi mới nhiều. Phú Quốc được đề xuất là đặc khu hành chính, do đó việc đầu tư hạ tầng đang đẩy mạnh, ông Sinh cho biết. Rồi cái cầu cảng quốc tế bên đó nó đang chuẩn bị là nó thành hình rồi, là coi nó để cho tàu năm sao tàu quốc tế đó là chở 3-4 ngàn khách đó vô đậu lên cặp bến đó nên có xe rước đi. Huyện đảo Phú Quốc hiện nay là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Kiên Giang, đang có đề xuất Phú Quốc là một thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Qua đó, với mô hình quản lý theo chính quyền đô thị, sẽ tạo điều kiện Phú Quốc phát triển mạnh mẽ hơn với tình hình thực tế của huyện đảo lớn nhất Việt Nam với gần 600 cây số vuông. Và bây giờ là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều cho biết đã liên lạc thư từ với nhau trong tháng qua. Tin tức về việc trao đổi thư từ xuất hiện khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chính quyền Trump đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên rất nhanh chóng nếu Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu họ muốn đàm phán về phi hạt nhân hóa. Hãng thông tấn nhà nước KCNA không nêu chi tiết về lá thư mới nhất ông Trump gửi cho ông Kim mà ông Kim mô tả là có nội dung tuyệt vời. Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai diễn ra hồi tháng 2 ở Hà Nội đã kết thúc trong thất bại và các cuộc đàm phán chính thức giữa hai nhà lãnh đạo đã đổ vỡ. Ông Trump hôm 26 tháng 6 lên đường công du châu Á với một chặng dừng ở Hàn Quốc. Một tòa án Campuchia truy tố ít nhất 4 công dân Trung Quốc về tội vô ý giết người trong vụ sập một tòa nhà thi công khiến 28 công nhân xây dựng tử vong hôm 22 tháng 6. 4 người Trung Quốc này, trong đó có chủ sở hữu tòa nhà, còn bị truy tố về tội vô ý gây thương tích và âm mưu liên quan đến những tội danh này. Ít nhất 26 công nhân xây dựng bị thương trong tai nạn vừa kể. Một trong hai người được cứu ra hôm 24 tháng 6 cho biết ông đã mất hy vọng có thể thoát hiểm khi tòa nhà ở Sihanoukville bị đổ sập trong lúc đang thi công. Tôi nằm trên một dầm bê tông, một bao gạo giữ nó lại. Nếu không, tôi đã bỏ mạng rồi. Đại sứ quán Trung Quốc ở Phnom Penh nói họ ủng hộ giới chức Campuchia và sẽ gửi các đội cứu hộ sang để hỗ trợ. Sihanoukville đã chứng kiến sự bùng nổ các công trình xây dựng bằng vốn Trung Quốc trong những năm gần đây, chủ yếu là các sòng bạc, các tòa nhà để ở và các khách sạn. Iran hôm 25 tháng 6 công kích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh cấm vận mới nhắm vào lãnh tụ tối cao và các quan chức cấp cao khác của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trên truyền hình nhà nước Iran, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hành động của Tổng thống Trump vĩnh viễn khép lại kênh ngoại giao giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu rằng Hoa Kỳ sẵn lòng nói chuyện với Iran.
Tổng thống đã để mở cánh cửa cho các cuộc thương thuyết thực sự để có thể loại bỏ hoàn toàn và một cách có kiểm chứng chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, hệ thống phóng phi đạn đạn đạo, sự ủng hộ của họ đối với khủng bố quốc tế và những hành động hiểm ác khác của họ trên toàn thế giới. Tất cả những gì Iran cần làm là bước qua cánh cửa mở đó. Tổng thống Trump hôm 24 tháng 6 thực thi những lệnh trừng phạt mới nhắm vào đại giáo sĩ Ali Khamenei và các cộng sự của ông. Washington nói rằng những biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các nhóm chủ chiến. Hôn thê của nhà báo Ả Rập Xê Út bị giết hại, Jamal Khashoggi, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra về vụ giết hại ông sau khi một bản báo cáo mới kết luận rằng Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm. Bà Hatice Sengiz, công dân Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 25 tháng 6, phát biểu bên lề tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng cấp thiết cần phải điều tra hình sự quốc tế về vụ sát hại đã được tính toán trước đối với ông Khashoggi. Ông Khashoggi, cộng tác viên cho tờ Washington Post và cư trú ở Mỹ, bị sát hại hôm 2 tháng 10 khi đang ở lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul để làm giấy tờ đăng ký kết hôn. Ông có chuyên mục hàng tháng trên tờ Washington Post, mà trong đó ông phê phán các chính sách của Thái tử Mohammed bin Salman. Lời kêu gọi của bà Sengiz được đưa ra sau khi bà Agnes Callamard, nhà điều tra các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật của Liên Hợp Quốc, công bố bản báo cáo mà trong đó bà đã phát hiện bằng chứng đáng tin cậy cho thấy sự liên hệ của Thái tử Mohammed với vụ ám sát. Bà Callamard kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mở cuộc điều tra vụ sát hại ông Khashoggi và nói tại một sự kiện ở Hội đồng Nhân quyền rằng thế giới không thể nhắm mắt làm ngơ. Ả Rập Xê Út lúc đầu nói rằng họ không biết về vụ sát hại, nhưng sau đó đổ tội cho các phần tử lưu manh, trong khi các công tố viên nước này cho rằng Thái tử không có trách nhiệm gì. Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA hồi tháng 11 năm ngoái đã kết luận rằng Thái tử Mohammed đã ra lệnh sát hại ông Khashoggi. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 6 trong chương trình Meet the Press của đài NBC đã từ chối cho biết liệu ông có bắt các lãnh đạo Ả Rập Xê Út chịu trách nhiệm hay không. Phi hành đoàn thám hiểm 59 từ trạm không gian quốc tế ISS hạ cánh an toàn gần Dzhegan thuộc Kazakhstan hôm 25 tháng 6. Kỹ sư phi hành của NASA Anne McLean, chỉ huy Oleg Kononenko của cơ quan không gian Nga và David Sanjax của cơ quan không gian Canada được kéo ra khỏi phi thuyền không lâu sau khi hạ cánh. NASA cho biết họ đã trải qua 204 ngày trên ISS và đi quanh quỹ đạo trái đất 3.264 lần. Cơ quan không gian Mỹ nói phi hành đoàn này đã đóng góp cho hàng trăm thí nghiệm, trong đó có điều tra với các thiết bị nhỏ vốn mô phỏng lại cấu trúc và chức năng của các cơ quan trong cơ thể người, lần đầu tiên chỉnh sửa DNA trong không gian và tái sử dụng vật liệu in 3D. Hâm mộ cung lê và được truyền cảm hứng từ sự tỏa sáng của Hoa hậu Hoàng Nhề, Theo Rayan, một võ sĩ MMA người thượng Tây Nguyên hiện đang sinh sống tại North Carolina, Mỹ, đang nỗ lực hết mình để thành công trên sàn đấu, khẳng định vị trí của cộng đồng tị nạn người thượng trên đất Mỹ. Và đối với anh, từ một cậu bé hay tè dầm trong những căn lều tị nạn tại Campuchia tới một võ sĩ MMA dũng mãnh trên sàn đấu là cả một hành trình dài đầy chông gai của máu và nước mắt. Here is Theo Xin chào, tên tôi là Theo Ralayan. Tôi là người dân tộc Mennonite. Tôi đến từ Việt Nam. Hiện tôi đang sinh sống tại thành phố Wilmington, North Carolina. Tôi đến Mỹ năm 2002 dưới dạng dân tị nạn. Gia đình tôi đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hồi ở Việt Nam, gia đình tôi sống trong đói nghèo, không có nhiều thứ để ăn. Mẹ tôi còn hay kể rằng hồi bé vì đói quá, thi thoảng tôi còn ăn cả đất, giả vờ đó là cơm. Năm 2000 bùng phát phong trào vận động tôn giáo của người thượng Tin lành Dega ở Tây Nguyên. Trên cơ sở kết hợp tín ngưỡng Tin lành Cơ Đốc giáo với nguyện vọng được tự do chính trị rộng rãi hơn, được tự trị và bảo vệ đất đai của tổ tiên. Đến tháng 2 năm 2001 nổ ra những cuộc biểu tình đông người chưa từng thấy ở khắp 4 tỉnh Tây Nguyên, đòi chính quyền trả lại đất đai và tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền đáp trả mạnh tay bằng quân đội và công an. Nhiều người bị bắt bớ, tù đầy và hàng ngàn người chạy trốn sang Campuchia tìm đường xin tị nạn ở một nước thứ ba. Gia đình Theo nằm trong số đó. Lúc đó tôi 8 tuổi, cha tôi dựng tôi dậy vào giữa đêm. Ông mang tôi trên lưng, lúc đó tôi rất sợ. Phải mất mấy tuần tôi mới qua được Campuchia. Lúc đó chỉ có tôi và cha, rồi ông ấy bỏ tôi lại trại tị nạn một mình để quay về đưa những thành viên khác của gia đình qua theo.
Lúc đó tôi rất sợ, thường xuyên gặp ác mộng, sợ là cha không quay lại với mình nữa. Tôi sợ đến mức tè dầm liên tục trong nhiều đêm. Cha của Theo cuối cùng cũng đã quay về, mang theo toàn bộ những thành viên còn sót lại của gia đình. Đến năm 2002, gia đình Theo được mang sang Mỹ định cư tại vùng Greensboro, bang North Carolina. Hồi mới tới Mỹ, tôi rất nhút nhát vì không biết một chữ tiếng Anh nào. Tôi bị bắt nạt rất nhiều. Cuộc hành trình xuyên rừng vượt biên đi tị nạn vẫn còn ám ảnh khiến tôi lo lắng. Ở nhà thì mẹ đánh tôi rất nhiều. Tôi cũng phải chứng kiến những mâu thuẫn diễn ra tại nơi mình sinh sống. Mọi người hay nói với tôi rằng tôi quá yếu đuối và tôi muốn chứng tỏ rằng họ đã sai. Ngay khi tôi được làm quen với MMA, võ tự do, tôi nghĩ rằng tôi có thể theo đuổi môn này và thế là tôi quyết định bỏ học để theo nghiệp võ. Lúc đó, Theo đang hoàn thành năm 3 đại học và đây không phải là một quyết định mà bố mẹ Theo ủng hộ. Vâng chứ, nhưng mà nó bỏ đi 2 năm tốn tiền lắm. Cha mẹ tôi hoàn toàn không muốn tôi theo nghiệp võ. Họ sợ tôi bị thương. Với lại, họ chỉ muốn tôi làm những công việc văn phòng bình thường, trở thành luật sư, bác sĩ. Nó nói là tôi nợ với bố nhiều lắm. Mình mới nói với nó, mày nợ nhiều thì mày cứ làm cho ấy nhỉ, làm cho thành công nha, trả lại nợ tôi, nên mình nói vậy. Sau một vài trận đấu, bố mẹ tôi cũng chấp nhận dần, cho dù tôi có bị thương rất nhiều. Tôi bị rạn xương ngón tay, khâu 14 mũi hai bên mắt, mất một chiếc răng. Đây là môn thể thao rất quyết liệt, đúng là phải rất điên mới theo môn này. Dù thắng 6 trên 7 trận từ khi bắt đầu sự nghiệp, giành nhiều đài vô địch, xếp thứ 2 trong danh sách các võ sĩ MMA nghiệp dư tại North Carolina. Nhưng số tiền Theo kiếm được từ bộ môn này đôi khi còn không đủ bù vào chi phí chữa trị những vết thương sau mỗi trận đấu. Đã 2 lần chàng võ sĩ người thượng đã phải lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng qua trang gây quỹ GoFundMe. Nhưng Theo kiên quyết không bỏ cuộc. Người thượng luôn là những chiến binh xuất sắc. Tôi nghĩ nó đã ăn vào trong máu của dân tộc tôi. Theo hy vọng có thể làm rạng danh cộng đồng người thượng Tây Nguyên của mình. Không có quá nhiều người thượng thực sự thành công hay có tên tuổi tại Mỹ cũng như Việt Nam. Vậy nên tôi muốn chứng tỏ được mình càng nhiều càng tốt. Giống như hoa hậu Hennie, một người con của dân tộc AD đã vươn lên thành công từ những khó khăn và thiệt thòi của người sắc tộc thiểu số. Tôi muốn một ngày được trở về thi đấu tại Việt Nam, bởi đó cũng là quê hương của tôi. Tôi cũng ước được đại diện cho cả Việt Nam, ước được khoác lá cờ của người thượng cùng với lá cờ Việt Nam mỗi khi lên sàn đấu. Một triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách vừa mở cửa trở lại tại khu bảo tàng tự nhiên nằm ở trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Đó là triển lãm hóa thạch khủng long và động vật cổ đại. Tới với triển lãm này, du khách sẽ được chứng kiến hàng trăm hóa thạch khủng long khổng lồ với hầu hết các giống loài vốn đã nổi tiếng trên màn ảnh Hollywood nhiều năm qua. Tất cả đều được phục dựng gần như nguyên vẹn, đem lại cho du khách một cái nhìn cận cảnh về một giống loài đã từng thống trị hành tinh và tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Triển lãm này thật tuyệt. Ở đây có quá nhiều hóa thạch để chiêm ngưỡng và cũng có quá nhiều thông tin cần được tìm hiểu. Chúng tôi tới đây và thực sự cảm thấy thích thú. Tất nhiên không chỉ vì triển lãm mở cửa miễn phí mà là vì những thông tin mà nó đem lại. Bên cạnh những hóa thạch khủng long thì triển lãm cũng giới thiệu nhiều hóa thạch của những động vật tiền sử đã tuyệt chủng như voi ma mút, hổ nanh kiếm khổng lồ hay tê giác hai sừng, vốn là những giống loài đã từng làm mưa làm gió trên khắp các thảo nguyên của thế giới ở hàng chục nghìn năm trước. Phần lớn du khách tới với triển lãm này đều phải cảm thấy bất ngờ bởi kích thước của những hóa thạch được giới thiệu tại đây so với kích thước của những giống loài liên quan vẫn còn tồn tại trên trái đất hiện nay. Tôi đã từng tới đây 5 năm trước nhưng thực sự là không có đủ thời gian để tìm hiểu hết. Hôm nay quay lại đúng dịp triển lãm đặc biệt này được giới thiệu. Có tới đây tôi mới biết được những động vật cổ đại đã từng có kích cỡ khổng lồ ra sao.
Tôi thì tôi sống gần đây thôi. Tôi nghe mọi người nói đến triển lãm đặc biệt này mở cửa trở lại nên tôi tới đây ngay để xem thế nào. Thực sự là rất tuyệt vời. Đây là cách để chúng ta cùng xem thế giới đã từng có những loài động vật tuyệt diệu thế nào và chúng đã sống ra sao. Một trải nghiệm rất hữu ích. Những du khách tò mò hơn nữa thì có thể tìm hiểu công việc của những nhà khảo cổ học tại một phòng nghiên cứu được mở cửa ngay bên cạnh khu vực triển lãm. Tại đây mọi người có thể chứng kiến những công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác cao và cả sự kiên nhẫn rất lớn từ các nhà khảo cổ trong việc nghiên cứu, phân loại và sắp xếp lại các hóa thạch. Toàn bộ triển lãm là sự sắp xếp lại 46 triệu hóa thạch được các nhà khảo cổ tìm thấy trên khắp thế giới, đem về giới thiệu với công chúng tại thủ đô nước Mỹ. Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe trong thập niên tới, ước tính cần khoảng 120.000 bác sĩ vào năm 2030, theo Hiệp hội Đại học Y khoa Hoa Kỳ. Với tình trạng già hóa dân số và nguồn nhân lực, các bác sĩ và y tá nhập cư ngày càng đóng một vai trò lớn hơn trong ngành y tế, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, nơi tình trạng khan hiếm nhân lực đang diễn ra nghiêm trọng. Sau đây là tường trình chi tiết. Tại những vùng nông thôn trên khắp nước Mỹ, tình trạng già hóa dân số đang đặt ra một vấn đề ngày càng nghiêm trọng, đó chính là y tế. Tại thành phố Danville, bang Pennsylvania, nơi chỉ có khoảng 4.600 dân, người ta phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đến một bệnh viện. Trung tâm y tế chính của thành phố với số lượng nhân viên đông hơn tất cả các trung tâm khác ở Danville gộp lại cho biết họ cần tới sự giúp đỡ của nguồn lao động nhập cư để đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe và tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực được dự đoán là sẽ ngày càng tồi tệ. Giống như rất nhiều bệnh viện trên cả nước, Geisinger đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, và thẳng thắn mà nói là cả tình trạng già hóa nguồn nhân lực. Vì lẽ đó, chúng tôi phải đánh giá lại tương lai của lực lượng lao động của bệnh viện. Do đó, bệnh viện này đang tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng các y tá người nước ngoài, ví dụ như chị Hemo Dumont từ Jamaica. Thật không dễ để sống xa gia đình với hai cô con gái. Thông thường bạn chuyển đến sống gần gia đình, nhưng tôi thì lại chấp lấy cơ hội này. Trên bệnh viện quốc gia có gần 15% y tá và 23% số chuyên viên chăm sóc người bệnh tại gia là dân nhập cư, theo tổ chức New American Economy. Bệnh viện Geisinger đưa ra những cơ hội phát triển nghề nghiệp để thu hút tài năng quốc tế. Mục tiêu dài hạn của tôi đó là kiếm được một cái chứng chỉ trong ngành thần kinh học và xa hơn là trở thành một y tá trưởng. Tuy nhiên, với hơn 1,3 triệu việc làm trong ngành y tế sẽ được mở ra trong thập kỷ tới, các bệnh viện cần thêm nhiều hơn nữa sự trợ giúp. Tình trạng thiếu hụt lao động đang diễn ra tại tất cả các lĩnh vực, từ chuyên viên chăm sóc bệnh nhân tại gia cho tới các bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là tại khu vực nông thôn. Nếu bạn nhìn vào các khu vực thành thị, có hơn 200 bác sĩ trên 100.000 dân, nhưng tại nông thôn thì con số đó thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 82 bác sĩ trên 100.000 dân. Vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã tuyên bố về một kế hoạch nhập cư dựa trên giá trị. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ dự thảo này có giúp gì cho tình trạng thiếu hụt nhân sự y tế đang diễn ra hay không nếu nó trở thành luật. Giống như ở Geisinger, bệnh viện Chambersburg phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động nhập cư. Gần một nửa số bác sĩ ở đây là người nước ngoài. Khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn, chúng tôi không tìm được đủ ứng viên bản xứ. Có thể họ không thích các thành phố nhỏ hay đại loại như vậy. Thế nên nếu chúng tôi phỏng vấn 10 cử nhân người Mỹ, thì may ra chỉ có một người nhận việc. VOA đã trao đổi với 10 bác sĩ người nước ngoài tại Chambersburg. 9 trong số này bày tỏ mong muốn ở lại. Tôi yêu bệnh nhân của mình. Tôi yêu tất cả những thứ mình đang làm tại Chambersburg. Và phần lớn các bác sĩ, ngay khi họ bắt tay vào làm việc tại một nơi nào đó, họ sẽ hình thành một sợi gắn kết với các bệnh nhân của mình. Không dễ để họ chuyển sang nơi khác. Các bác sĩ người Ấn Độ giống như ông Tirupati phải đối mặt với quá trình xin thẻ xanh dài lê thê. Ông hy vọng những đóng góp của mình với thành phố này sẽ không bị coi nhẹ. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is "let you down" from the movie Pitch Perfect 3. The film is about a singing group that reunites to perform for military troops. Listen for the phrase "let you down." You sure with us? Have I ever let you down? All the time. What?
You're very unreliable. It's like one of the hallmarks of your personality. And you're not remembering all the times I've been awesome. So, what do you think let you down means? Is it disappointed you or pushed you to the ground? Listen again. Did you have the right answer? You sure about this? Have I ever let you down? All the time. What? You're very unreliable. It's like one of the hallmarks of your personality. And you're not remembering all the times I've been awesome. Let you down means disappointed you. It can be used if another person does not do something you hoped or expected she would. Here, one character tells the other that she lets people down all the time. By the way, when you know you are going to disappoint someone, you can try to let them down gently. And that's English at the Movies. I'm Kelly Jean Kelly. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. I'm really excited today. We're talking about reported speech. Why are you so excited about that? Because it is very useful for English learners to know. Native speakers use reported speech in everyday conversation. What part of reported speech do you want to go over? I was thinking about informal reported speech. That sounds good. Sometimes Americans use strange verbs and verb tenses when they report speech. In conversation, Americans often quote direct speech, the exact words a person said. Exactly. And in writing and formal reported speech, people use the past tense. For example, Sammy was walking to school. He saw his friends and said, "I won the lottery." But sometimes, when telling a story, Americans report speech with the present tense instead. Right. So the earlier example would then be, Sammy was walking to school, he sees his friends and says, "I won the lottery." But why does the tense change from past to present then? Because the present tense makes the story sound more immediate and exciting. This is what we call the historic present tense. The good news is that you don't need to memorize this verb tense. You do not ever need to use it either. But it's still good to know, so you won't be confused when you hear a native speaker use it. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word involves a clash between protesters and supporters of Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Dissent. The protesters were supporters of Selahattin Demirtas, a pro-Kurdish politician arrested last year in Turkey. Rights groups say his arrest was part of Turkey's restrictions on dissent. Dissent is public disagreement with an official opinion, decision, or set of beliefs. Political dissent is an action that shows dislike of the policies of a governing body. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com.
Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.